Dịch tả lợn châu Phi, loại dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Chưa có vaccine phòng chống và thuốc chữa trị. 84 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố đã có lợn mắc bệnh. Tất cả các ổ dịch đều chưa qua 30 ngày. 65.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Toàn cảnh về dịch bệnh nguy hiểm bậc nhất của ngành chăn nuôi này, cũng như những biện pháp tổng hợp nhằm bảo vệ đàn lợn trong nước sẽ được phản ánh đa chiều với sự tham dự của các chuyên gia chăn nuôi thú y và chuyên gia dinh dưỡng cho vật nuôi hàng đầu cả nước hiện nay trong chương trình truyền hình trực tiếp Bệnh viện Thú y số đặc biệt phát sóng trên VTC16. Mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi.